Mong là nam em sẽ đạt được kết quả cao trong cuộc thi lần này. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác, thông tin về điện ảnh. Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes năm 2022 vừa mới thông báo danh sách phim tranh giải chính thức năm nay qua hình thức phát trực tuyến. Mùa giải lần thứ 75 sẽ diễn ra tại Pháp từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5. Ông Pierre Lescure, chủ tịch Liên hoan phim, và ông Thierry Frémaux, giám đốc Liên hoan phim, thông báo danh sách các phim tranh giải chính thức và chiếu, nhưng không tranh giải đến báo chí tại Pháp. Ông Pierre Lescure sẽ rời ghế chủ tịch Liên hoan phim sau mùa giải này, và Iris Knobloch sẽ thay ông đảm nhận vị trí trên, trở thành nữ chủ tịch đầu tiên của Liên hoan phim. Ông Thierry Frémaux cho biết có 47 phim tranh giải, các ứng viên tại các hạng mục cũng đã lộ diện. Tại hạng mục chiếu nhưng không tranh giải, chứng kiến sự xuất hiện của cha đẻ Mad Max là đạo diễn George Miller với tác phẩm 3000 Years of Longing, phim Elvis của nhà làm phim Baz Luhrmann, Top Gun Maverick của đạo diễn Joseph Kosinski cũng nằm trong hạng mục này. Ông Thierry Frémaux xác nhận với truyền thông rằng ban giám khảo của Liên hoan phim Cannes năm 2022 sẽ được công bố vào những ngày tới.